chào anh em, mới vừa quay xong giờ quay nữa nè. Hồi nãy quay không có để ý anh em. Cái này nặng gen 80 á anh em. Thấy không nè, dính xi lanh 51 nè. Đang sang nó mở cái bẩn ra cái đầu giờ mới phát hiện. Nè. Thấy không? 80 nè, xi lanh 81 là này nặng gen 80 nè. Đó. Rất hay nha anh em, cái dòng này hiếm lắm á. Ồ, cái máy đã hết biết luôn. Ngộ chứ. Nổ máy chút giờ đầy được rồi. Cái này là cái ưu tiên nha anh em. Nó. Nó chớp 40 nhà luôn. Nãy phép nói công tắc phụ gì không phải đâu. Ưu tiên đó. Nó đầy được đó anh em. Đã lắm. Lột bẩn ra đi cà phê chơi. Ăn cái 80 nha anh em. Quay lại để báo anh em. Quá trời cái lốc đẹp anh em ơi, đẹp quá. Cái này nó xài gọn đen mà anh em ơi. Gọn đen ha. Gọn đen giống như dòng xe Nhật. Tám mươi anh em nè. Dung tích xi lanh á, để 81,4 đó. Trọng lượng của nó là 95,5 kg. Năm sản xuất 2001. Tại công ty Vimep Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hết biết cái góc đẹp nè anh em. Góc đẹp lắm. 81. Vậy là xi lanh 80 nha anh em. Nó thôi thôi. Bể một lỗ nữa rồi trời. Cái bà nó đi. Biết sao giờ, xe cổ mà. Vậy là bơi đó. Bơm bánh lên cái nữa ha. Đi. Khoan khoan, em mới dán keo ống sắt này lại. Siết quá cái nó kịch. 81. À gần 80. Gần 80 nha anh em. Trời ơi cái máy đã lắm. Biết còn xăng không nữa. Cái này phép quay chủ yếu là để trải nghiệm, để chia sẻ đồ chơi anh em ơi. Chứ dòng thứ quay xe buôn bán là thiếu gì xe phép quay đâu. Thấy cái nào lạ lạ cái thích quay lên chia sẻ với anh em mình chơi. Đâu phải ai cũng biết đâu. Đâu phải ai cũng biết ăn gen có cái anh gen dòng 80 đâu. Ủa sao để đầy đèn nghi cháy vậy trời. À khi mở đây nó mới cháy nè. Nó có đèn ưu tiên. Bật này lên. À, nó cháy 4 nhanh vậy đó nè. Xe Honda cũng có đèn ưu tiên nữa. Mắc cười chứ. Hay. Bấm bánh nó giùm anh một chút. Bánh sau. Quá trời cái dàn gấp hộp sơn ha. Đẹp. Xe này dàn áo đẹp nữa thì thôi luôn. Cách cỡ 20 triệu anh em. Mấy cái dòng này nó vô giá. Bánh trước được rồi, bánh trước rồi, đừng bơm nữa. Phép xài xe bánh trước, phép không bơm cứng đâu nè. Hả? Nãy anh bóp bị mèo à? Dạ, thôi cứng thôi. Tao đi mình nhiều, đi đâu có chở ai đâu, bơm cứng chứ. Rồi, về cắt chiếc 206 này nha anh em. Đi chiếc này đó. Chạy những cái xe là không đụng hàng luôn, không ai có luôn. Ăn gen 80 sướng đã. Đó, máy nổ anh em nghe không? Nãy này dơ nè, nè đẹp nè, nó chốt liền, dứt liền anh em, húp bếp nhường nữa chưa. Biển số đem là may mắn luôn. Chín. Quá đã. Trời ơi cái bôn 10 triệu bạc. 10 triệu bạc ha. Mua được một cái vật chất đem lại cái giá trị đó là vừa tinh thần vừa chất lượng. Còn chịu rớt tiền, cốc đẹp ha. Cốc này giống Super Game. Nó có cốc. Máy nổ đó.
Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì alo phép nha anh em, 0948 66 9949. Anh em xem đăng ký kênh nha nè, đăng ký kênh để anh em mình cùng nhau đam mê, cùng nhau thỏa mãn đam mê, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm với nhau nha anh em. Rồi, phép số máy xin chào thân ái.